cái phần này nó định bị khô này, anh em sẽ ví dụ như cái phần mà nó khô lại á, anh em cho thêm một xíu nữa cho mình nha. Đó, cho thêm vô. Đó, bởi vì là cái mình sẽ đi gỡ từ từ thì nó sẽ phần trên này nó sẽ bị khô, hơi bị khô một tí. Đó, đợi nó ráo một xíu thì nó mới ra, nó mới dính liền. Còn nó mà đang ướt anh em kéo là nó bị rã. Đó, như vậy là trong tích tắc là mình đã xong. Còn bây giờ mình sẽ thử xử lý lại cái phần mà nó còn xíu này em lên thì mình nhúng mình chà xíu là hết rồi. Đó, nó rất là đẹp rồi đó, không có một vấn đề gì trong này. Rồi, quay vô đây cho anh em xem. Đó, hiện tại là sạch khô rồi, chút nữa nó khô cái này là mình đi in thôi. Đây, mình sẽ quay cho anh em thấy những cái sản phẩm mình vừa gỡ xong hết một lô này. Là dở lắm anh ơi. Đó, không có một vết thương nào nha. Đó, như vậy là mình in được này. Đó, đó, đơn hàng này mấy chục cái mình gỡ trong tích tắc rồi, bây giờ mình in nè. Đó, rất là sạch đẹp. Đó, thấy chưa, nhìn thấy không? Rồi, anh em nào gặp những đơn hàng này có thể xử lý được nha. Rồi, ok, chúc mừng anh em nha. Rồi, anh em nào coi video này thấy hay cho mình một like, chia sẻ kênh của mình nha, để cho nhiều bạn biết tới, nhiều bạn nào bước qua con đường in ấn có thể là dễ dàng hơn. Đó, rất là đơn giản đó, đối với cái đơn hàng Thái mà cái áo mà nó có in chữ câu lạc bộ trên này rồi đó. Rồi, ok anh em nha. Rồi, cái phần này nó bị khô này, anh em sẽ ví dụ như cái phần mà nó khô lại á, anh em cho thêm một xíu nữa cho mình nha. Đó, cho thêm vô. Đó, bởi vì là cái mình sẽ đi gỡ từ từ thì nó sẽ phần trên này nó sẽ bị khô, hơi bị khô một tí. Đó, đợi nó ráo một xíu thì nó mới ra, nó mới dính liền. Còn nó mà đang ướt anh em kéo là nó bị rã. Đó, đó, như vậy là trong tích tắc là mình đã xong. Còn bây giờ mình sẽ thử xử lý lại cái phần mà nó còn xíu này em lên thì mình nhúng mình chà xíu là hết rồi. Đó, nó rất là đẹp rồi đó, không có một vấn đề gì trong này. Rồi, quay vô đây cho anh em xem. Đó, hiện tại là sạch khô rồi, chút nữa nó khô cái này là mình đi in thôi. Đây, mình sẽ quay cho anh em thấy những cái sản phẩm mình vừa gỡ xong hết một lô này. Là dở lắm anh ơi. Đó, không có một vết thương nào nha. Đó, như vậy là mình in được này. Đó, đó, đơn hàng này mấy chục cái mình gỡ trong tích tắc rồi, bây giờ mình in nè. Đó, rất là sạch đẹp. Đó, đó, thấy chưa, nhìn thấy không? Rồi, anh em nào gặp những đơn hàng này có thể xử lý được nha. Rồi, ok, chúc mừng anh em nha. Rồi, anh em nào coi video này thấy hay cho mình một like, chia sẻ kênh của mình nha, để cho nhiều bạn biết tới, nhiều bạn nào bước qua con đường in ấn có thể là dễ dàng hơn. Đó, rất là đơn giản đó, đối với cái đơn hàng Thái mà cái áo mà nó có in chữ câu lạc bộ trên này rồi đó. Rồi, ok anh em nha. Rồi,